Với cùng tầm tài chính như là sedan hạng B, Boss Agility bản cao, lăn bánh mới 2023 thì quý chị đã có thể chọn ngay cho mình một xe sedan hạng E cao cấp hơn 3 phân khúc lẫn nhau quý chị, và đặc biệt trên con xe này là bản cao cấp nhất nha. Tại thời điểm mới ra mắt, con xe có giá niêm yết là 1.359 và phí lăn bánh tại biển thành phố dao động luôn đó, đâu đó thì hơn 1.500.000. Chỉ sau 3 năm thôi sử dụng thôi nha quý chị. Rớt chưa tới một nửa giá thôi. Đấy, giá hiện tại bên em đang chào bán là quanh chỉ hơn 6.500 là bằng với một con xe sedan hạng B bản cao cấp lăn bánh mới nha. Đấy, phải nói là quý chị chọn ngay cao hơn 3 đời thì có nên trải nghiệm hay không thì cùng comment trao đổi ý kiến với em nha. Và đặc biệt trên con xe này trên thị trường có rất là nhiều quý chị comment ý kiến, nhưng mà trên thị trường vẫn giao dịch, vẫn đảm bảo cho quý chị thoải mái bình thường nha. Trên thị trường VinFast Lắc A hay là Fadil hay là Lắc XA vẫn giao dịch đều đều nha. Có rất là nhiều quý chị ý kiến thì thắc mắc, nhưng mà trên thị trường xe bên em mua bán phải nói là giao dịch rất là thoải mái. Có rất là nhiều quý chị bỏ ra tầm tài chính khoảng 600 mấy hơn đó thì trải nghiệm cho xe sedan hạng E, động cơ tăng áp kép, đi kèm hộp số tự động ZF top cấp. Đấy, công nghệ xe thì miên man luôn, thì có nên trải nghiệm hay không? Và đặc biệt là với cái mức giá loanh quanh hơn 600 thì quý chị có nghĩ xem giá nó có rớt về bao nhiêu nữa hay không? Đấy, rất là hợp lý cho quý chị trải nghiệm nha. Tại vì sao? Đấy, như là Boss Agility đâu có được khác hơn một trời một vực đâu nha. 3 phân khúc là nha quý chị, cao cấp hơn 3 phân khúc là nha. Đấy, thì trước mắt quý chị đây là một con VinFast Lắc A phiên bản cao cấp nha. Nó sẽ bao gồm 3 phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp. Bản là bản cao cấp nhất nha. Trang bị công nghệ trên xe thì miên man luôn. Đời 2020 nha quý chị. Con này là đời 2020, bản cao cấp nhất. Đấy, có cam 360, cảnh báo và chạm trước sau, xe mang biển thành phố. Đấy, tiết kiệm được 20 triệu tiền xăng tên đổi chủ nếu như quý chị hộ khẩu ở Sài Gòn Hà Nội nha. Xe có sơn màu đỏ nè, đỏ cam, cái liền lạc đồng màu chữ trước hay sau luôn, đó là 47 nha. Mâm phay có chì xước thì bên em sẽ dọn lại tút tắt lại cho quý anh chị nha. Vỏ ton Continental, mâm là mâm 19 inch nha, mâm 19 inch. Vỏ đát vỏ là tầng thứ 11 của năm 2021. Đấy, bốn phanh đĩa trước sau, mà vỏ là đã thay nha. Anh chủ này lên cho mình luôn cái vỏ Continental đi rất là êm nha. Xe đời 2020. Đấy, cảnh báo và chạm trước sau đầy đủ luôn. Phải nói là cam 360 nè, sơn xi thì liền lạc tông mạch thì trước ra sao luôn. Xe trời mưa thì có hơi bụi xíu thì bên em sẽ spa dọn rửa lại trước khi bàn giao tạo anh chị nha. Em sẽ muốn cho anh chị xem cái chất xe mộc từ nhà khách về như thế nào luôn nha. VinFast Lắc A 2.0 turbo, động cơ 2.0 turbo nha anh chị. Phải nói là cả đi kẹp số liệu tự động ZF 8 cấp thì mang lại cho anh chị cảm giác lái phải nói là cực kỳ tốt luôn. Đấy, cam lùi, cảm biến lùi thì miên man, công nghệ trên xe thì ngập tràn luôn. Cốp thì phải nói rất là rộng rãi nha. Cốp này là được trang bị cốp điện nha. Đấy, rộng rãi thoải mái vô cùng. Bộ đồ bơm hơi đầy đủ cho quý anh chị nha. Đấy, có hai hộc để đồ vô tư luôn nha. Cốp điện luôn nha quý anh chị. Đấy, trong phân khúc sedan hạng B thì chắc chắn là tính năng này thì không có rồi. Đấy, nhưng mà có nhược điểm nhỏ là trong VinFast Lắc A này á, có nhược điểm nhỏ em thấy là chưa được trang bị cho mình là cửa sổ trời nha. Đấy, túi khí an toàn trên xe trang bị cho mình là 6 túi khí an toàn. Đấy, ghế già một kem này, rất là sáng mới luôn, rất là căng bóng nha. Có lót thảm sàn sẵn, tràn nguyên zin. Cổng sạc thì miên man luôn, rất là nhiều cổng sạc cho quý anh chị luôn nha. Thậm chí là cổng sạc to 220V đầy đủ luôn nha. Đấy, xe anh D thì khỏi bàn à, rộng rãi thoải mái vô cùng. So với xe đầm B 3 phân khúc thì có cái gì phải bàn. Giá tiền này thì có nên cân nhắc trải nghiệm hay không? Đấy, ghế là ghế lá chỉnh điện nha, nhưng mà chưa có vị trí nhớ ghế nha. Đèn là đèn pha tự động luôn nha quý anh chị, đèn pha tự động. Tay lái vô lăng thì trang bị rất là nhiều phím bấm nha, nghe nhạc, đàm thoại trên tay, từ Google cho ra tự động đầy đủ luôn, gạt mưa tự động, đèn tự động. Ô đô chuẩn 24.609 km, sau 3 năm sử dụng thì tính ra trung bình mỗi năm đi 8.000 km. Đi cà phê cà pháo rất là ít dùng luôn nha quý anh chị. Đấy, thoải mái. Màn hình riêng theo xe thì nói chung là màn hình này rất là to bản nha, tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng cho quý anh chị luôn. Xem phim, lướt web, nghe nhạc, bản đồ thoải mái nha. Đấy, phụ số là như bêm đắp gì nhau anh chị. Phụ số rất là đẹp nha. Đấy, có hai hộc để ly, đèn ốp startup, phanh tay điện tử, auto horn, cảnh báo và chạm trước sau, hỗ trợ đổ đèo, tổng thể nội thất nè, ốp gỗ, ốp da rất là sáng mới luôn. Đấy, chỉ có nhược điểm nhỏ là chưa có cửa sổ trời thôi nha. Đấy, giá làm quanh chỉ bằng sedan B thì có nên trải nghiệm hay không thì cùng comment trả lời với em nha. Em đi vào chi tiết phần động cơ kiểm tra cho anh chị xem. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo và khối động cơ 2.0 N20 của BMW nha anh chị. Động cơ 2.0 turbo cho ra công suất 220 mã lực. Cái bản cao cấp này là cao hơn đâu đó khoảng 40 đến 50 mã lực so với bản tiêu chuẩn nha.
220 mã lực cho anh chị cảm giác lái cực kỳ tốt luôn. Đấy, thanh vằn nè, thanh giảm trắng nè, thanh gọi như là để giảm va chạm á, thì trang bị trên con xe này luôn nha. Đấy, nhìn nó rất là cứng cáp luôn. Máy phải nói là to, rất là khỏe. Tay tay trợ lực luôn nha anh chị. Mở nắp capo cho anh chị tay trợ lực luôn. À, chị em phụ nữ thì mở máy xem châm nước mát hay là kiểm tra các vấn đề xung quanh bên ngoài thì rất là thoải mái nha. Đấy. Ô bác cho chị mới nói là nguyên xin nha. Tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng, xe không đâm đụng, không tai nạn, không đi kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao tài thẳng đầu quá. Nên là đảm bảo cho quý anh chị yên tâm tuyệt đối nha. Quý anh chị ở xa mua bán xe online thì quý anh chị chỉ cần nhắc máy lên alo cho em chốt giá. Thì chỉ cần cọc trước với em tầm 20 triệu thì bên em sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà, kiểm tra tách hãng bên thứ ba theo yêu cầu thì thợ của quý anh chị nha. Đấy, bên nào cũng được thì bên em rất là thoải mái. Mua bán xe online thì bên em phải giữ uy tín rõ ràng, cam kết bằng giấy tờ văn bản chứ không phải nó miệng suông nha quý anh chị xem. Kho bãi rất là nhiều chứ không phải bán một cái xe mà để mất uy tín nha. Nhớ nhấc máy alo cho em nha. Rồi, tổng kết là lưu trước mắt quý anh chị, đây là con VinFast Lux A phiên bản năng cao cấp. Đấy, bản cao cấp là bản cao cấp nhất luôn nha. cái bản tên là gọi là bản cao nhất luôn á. Đấy, đời 2020 nha quý anh chị. Đi được 2 bản 4 thì giá hiện tại bên em đang chào bán thôi chỉ bằng một xe sedan hạng B lăn bánh mới thôi. Đấy, quý anh chị mang lại cho quý anh chị một con xe sedan hạng E cao hơn 3 phân khúc, cảm giác lái tốt, vận hành rất là mượt, công nghệ sành miên man luôn, sẵn biển thành phố. Đấy, màu đỏ sơn si thì liên lạc đồng màu trực trước ra sao luôn. Mâm to bản, mâm 19 anh. Nói chung là nó khác hẳn so với sedan hạng B luôn nha quý chị. Không thể so sánh được. Tại vì sao cái giới có mức giá hợp lý như vậy? Tại vì hiện tại VinFast thì đã ngừng sản xuất xe xăng nhưng mà đảm bảo cho quý chị phụ tùng phụ kiện thay thế đầy đủ nha. Đấy, thì giá như thế này thì quý chị có nên cân nhắc trải nghiệm hay không? Và đặc biệt có rất là nhiều quý chị ý kiến về con xe này. Nhưng mà trên thị trường thì bên em vẫn giao dịch rất là nhiều, rất là đều nha, chứ không phải mà ý kiến nhưng mà không có khách hàng nha. Có khách hàng nhưng mà họ thích trải nghiệm thì ok, giá này thì hợp lý, thì giá này sẽ không còn cái mức nào mà giảm về thêm được nữa nha. Đấy, chỉ sau 3 năm thôi mà gớt một nửa giá thì quý anh chị xem có nên cân nhắc trải nghiệm hay không. Trải nghiệm một thời gian thì giá nó gớt như thế nào, không lẽ nó gớt thêm một nửa giá về còn 300 hơn cho xe sedan hạng A này, không thể. Đấy, thì giá là này thì rất là hợp lý cho quý anh chị trải nghiệm nha. Nhớ comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ lôi trong đất thoải mái nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tộc, đầy đủ tất cả các mẫu mã, gần 70 xe để phục vụ anh chị nha. Nhớ nhanh tay luôn, em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nhất cũng như chọn xe đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của quý anh chị nha. Nhớ alo cho em nha. Rồi, bye bye anh chị nha.